Ở bài trước chúng ta đã biết cách làm latte Việt Nam nóng. Bài học hôm nay, bài số 13, latte Việt Nam đá. Xin chào, tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế đầu tiên tại Pha Chế Online. Đây là nơi các bạn được học những công thức đồ uống, cốt thấp, lái cao. Ly thủy tinh 300ml, ly hoàn hảo cho latte Việt Nam đá. Bước 1, làm lạnh và rót nguyên liệu. Đầu tiên, cho 2 viên đá to vào cốc. Tiếp đến, 120ml sữa tươi và 20ml sữa đặc vào cốc. Thêm 20ml. 20ml sữa đặc. Rót vào cốc. Khuấy đều bằng ống hút. Xong bước 1. Bước 2, trang trí. Rót 30ml cà phê vào chai nhựa. Lắc chai tạo bọt cà phê. Đổ bọt cà phê vào cốc. Hoàn thành bước 2. Bước 3. Phục vụ kèm ống hút và một cốc nước lọc. Tổng kết công thức rút gọn của latte Việt Nam đá. Bước làm rút gọn latte Việt Nam đá. Bước 1, làm lạnh và rót nguyên liệu. Cho 2 viên đá vào cốc. Rót 120ml sữa tươi và 20ml sữa đặc. Khuấy đều bằng ống hút. Bước 2, trang trí. Rót 30ml cà phê vào chai nhựa. Lắc tạo bọt. Đổ bọt cà phê vào cốc. Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm ống hút dài và cốc nước lọc. Hãy xem latte Việt Nam đá có giá cốt và giá bán bao nhiêu. Latte và cappuccino là hai anh em nổi tiếng trong ngành đồ uống, và hai anh em này có cùng mục tiêu khách hàng giống nhau, đó là tuổi 23 đến 45, nghề nghiệp dân văn phòng, freelancer, người làm F&B và khách du lịch. Thời gian sáng 8 đến 11 giờ, chiều 1 đến 5 giờ. Bài học sau là bài học cuối cùng của khóa cà phê. Hãy để lại lời bình luận để chúng ta hiểu thêm về nhau trước khi khóa học kết thúc. Tôi đợi bạn ở video cuối cùng để nói lời tạm biệt. Nó đã khắc sâu tâm trí của ta là khách hàng.